Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp đội tuyển Việt Nam đến Singapore an toàn, mong Hùng Dũng sang sớm kịp dự AF Cup. Thưa quý vị và các bạn, sau hai tiếng bay, tuyển Việt Nam đã có mặt tại Singapore, chính thức bước vào hành trình chinh phục giải đấu với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, 12 giờ 15 phút ngày 1 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park đã đến Singapore an toàn và 14 giờ 15 phút cùng ngày. Theo thông tin mới nhất từ ban huấn luyện tuyển Việt Nam, ban tổ chức AF Cup đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội sẽ đến Singapore trong ngày mai. Và anh sẽ kịp dự AF Cup 2020. Tại Singapore, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở khách sạn Grand Mercury Rosie đội sẽ tuân thủ quy tắc bong bóng ở mức gắt gao, phải ăn trong phòng thay vì nhà hàng của khách sạn. Từ Việt Nam sẽ có 5 ngày tập luyện tại sân Hao trước khi có trận gia quân gặp Lào ngày 6 tháng 12. Ngày 2 tháng 12, Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân câu lạc bộ Hougang United. Thông thường, hai đội tập trung một sân khác giờ, nhưng riêng đội chủ nhà Singapore và tuyển Việt Nam được ưu tiên tập sân riêng. Mà sân rất đẹp Tuy nhiên thì có một vấn đề liên quan đến chuyện bảo mật về đội hình mà ba huấn luyện phải lưu ý. Xung quanh có rất nhiều tòa nhà cao tầng, đây là sân mà khán giả có thể vào xem tận nơi, xem cầu thủ tập. Nhưng có lẽ ban tổ chức AF Cup 2020 sẽ đảm bảo nghiêm ngặt công tác an ninh an toàn nên sẽ bố trí đội tập kín để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Báo chí có không được phép tác nghiệp tại các buổi tập của đội tuyển, trừ đơn vị có bản quyền truyền thông, được phép quay 10 phút đầu. Không tổ chức AF Cup 2020 theo phương thức đá kín, nhưng Singapore sẽ mở cửa sân và số lượng khán giả hạn chế. Cụ thể, sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi, được đón tối đa 10.000 khán giả. Còn sân Bishan, sức chứa hơn 6.000 người, sẽ chỉ được đón 1.000 cổ động viên. Từ trưa ngày 28 tháng 11, thì ban tổ chức đã bắt đầu mở bán vé xem các trận đấu tại bảng A có đội chủ nhà Singapore. Vé xem trận đấu của đội tuyển khác trong khu vực sẽ mở bán trực tuyến từ ngày 1 tháng 12 cho các cổ động viên đang sinh sống, làm việc tại Singapore. Bởi hiện tại, việc các cổ động viên tại Đông Nam Á nhập cảnh vào Singapore cổ vũ cho bóng đá là không hề đơn giản vì Singapore có những yêu cầu rất gắt dành cho khách du lịch. Giá vé cho người lớn là 25 đô Singapore, khoảng hơn 400 000 Giá vé cho trẻ em là 15 đô la Singapore. Trẻ em chỉ được vào sân khi đi cùng người lớn trên 21 tuổi. Khán giả sẽ quét mã vạch trước khi vào sân, mà và tổ chức có thể theo dõi lịch trình, vị trí ngồi của người xem qua ứng dụng để đảm bảo phòng chống dịch. Điều đáng nói ở đây đó là tại vòng bảng, từ Việt Nam và các đội khác của bảng B đều phải thi đấu trên sân Bishan, mà theo ý kiến của một số đội tuyển thì sự bố trí này chưa hợp lý cho lắm. Các đội muốn có ít nhất một trận được thi đấu trên sân vận động quốc gia Singapore tại vòng bảng, nhưng theo lịch thi đấu, chỉ trừ trận cuối của vòng bảng bảng B đội Malaysia gặp đội Indo vào ngày 19 tháng 12 được đá trên sân Singapore. Trận buộc phải đá cùng giờ với trận Việt Nam gặp Campuchia vào 20 giờ 30 phút. Tin tiếp theo, tuyển Thái Lan được thưởng lớn nếu vô địch AF Cup. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã đưa ra mức thưởng rất là hấp dẫn nhằm khích lệ các cầu thủ trước khi lên đường dự AF Cup 2020. Chiều ngày 30 tháng 11, tuyển Thái Lan có buổi tập cuối cùng trước khi di chuyển sang Singapore, chuẩn bị cho AF Cup 2020. Trưởng đoàn Nguyen Phan Lam Sam gặp gỡ cầu thủ và ba huấn luyện để treo thưởng. Chia sẻ với truyền thông, bà Nguyen Phan Lam Sam tiết lộ, Lúc đầu tôi dự định không nói vấn đề này bởi vì tiền không phải là mục tiêu cuối cùng của đội tuyển. Mục tiêu của toàn đội là hướng tới chức vô địch AF Cup, chức vô địch này dành cho người dân Thái Lan và cả chúng tôi nữa. Để khích lệ tinh thần các cầu thủ trẻ, chúng tôi treo thưởng 20 triệu bạc, 13,4 tỷ nếu giành chức vô địch, cùng với 300.000 đô của ban tổ chức. Phần thưởng này sẽ dành cho mọi thành viên được chia đều cho bất kỳ ai trong đội, trường đoàn Thái Lan nói thêm. Thái Lan quyết tâm lấy lại vị thế số 1 trong khu vực sau khi đề tuyển Việt Nam đăng quang AF Cup 2018 và chiến bổ nhiệm của luyện viên Alexander Polking ngồi vào ghế nóng thay cho Akira Nishino đồng thời triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, Channathip Samkrasin, Thiratan Bumatan, Kawin Thamsachanan, Thalawat Thungchit Sawan, Jonathan Kemdi. Chúng tôi sẵn sàng chinh phục danh hiệu, các cầu thủ đều rất quyết tâm khi mà được khoác áo tuyển quốc gia. Việc khoác áo tuyển quốc gia luôn là vinh dự trong cuộc đời của bất cứ cầu thủ nào. Nhưng vinh dự này chỉ được khắc ghi nếu như chúng tôi giành chức vô địch. Bà Nguyen Phan Lam Sam đặt quyết tâm. Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ có mặt tại Singapore ngày 1 tháng 12. Họ nằm ở bảng A với chủ nhà Singapore, Myanmar, Philippines, Timor Leste. Vo Chiến có trận mở màn gặp Đông Timor vào ngày 5 tháng 12. Chuyển sang tin tiếp theo, ba người hùng bị gạch tên, thầy Park phải bật máy xây tóc trước bài toán học búa. Thưa quý vị, bài toán từng một thời tưởng là dễ dàng bỗng nhiên trở nên vô cùng nan giải với thầy Park trước thềm AF Cup 2020. Ba người hùng vắng mặt. Á quân U23 châu Á vô địch AF Cup giành huy chương vàng SEA Games. Điểm chung trong ba chiến công đó của thầy Park với bóng đá Việt Nam đó là sự xuất hiện đến từ các thủ môn. Nhưng người gác đền góp phần tạo nên hàng thủ vững chắc, làm nền tảng để toàn đội vươn lên những thành tích đáng nhớ. Đó là Bùi Tiến Dũng với hàng loạt pha cản phá không tưởng, đặc biệt là trên chấm 11m trước những đối thủ hàng đầu châu Á. Đó là Đặng Văn Lâm tạo nên hình ảnh một bức tường thép tại AF Cup 2018, chỉ nhận vỏn vẹn 4 bàn thua sau 8 trận. Đó là Văn Toản đứng sau khoảnh khắc sai lầm giữ sạch lưới ở hai trận bán kết và chung kết, cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games. Trên con đường chuẩn bị cho AF Cup 2020, thầy Park phải gạch tên ba người hùng này với các lý do khác nhau. Bùi Tiến Dũng thì sa sút phong độ, mắc nhiều sai sót và đánh mất vị trí tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Đặng Văn Lâm thì gặp chấn thương khi khoác áo Stereo Osaka phải vắng mặt đến hết năm nay. Văn Toản sau khi chơi không thực sự tốt tại vòng loại World Cup cũng như vòng loại U23 châu Á thì đã dính chấn thương và anh phải phẫu thuật. Có giai đoạn, người hâm mộ từng ví von huấn luyện viên Paul Heiser phải chịu cơn đau đầu dễ chịu khi mà lựa chọn thủ môn cho tuyển Việt Nam bởi vì có quá nhiều những phương án chất lượng. Nhưng sự vắng mặt của ba thủ môn từng tỏa sáng tại các giải đấu lớn đã làm cho bài toán một thời dễ dàng nay trở nên đầy khó khăn. Bài toán khó và mấy xây tóc của Thầy Park Đáp án cho bài toán thủ môn tưởng chừng được tìm ra tại vòng loại 2 World Cup 2022. Tấn trường trở lại tuyển quốc gia sau nhiều năm vắng bóng và có những trận ấn tượng. Thủ thành người Đồng Tháp tiếp tục được tin tưởng trong các trận đấu vòng loại 3 và thi đấu tương đối ổn định bất chấp việc đội tuyển phải chịu tới 6 trận thua. Tuy nhiên, trường vướng và rắc rối không đáng có bên ngoài sân cỏ. Một số người hâm mộ cho rằng thủ thành này quá say mê livestream trên các nền tảng mạng xã hội và sao nhãng về chuyên môn. Cuộc tranh cãi đến tai thầy Park và để dẹp yên mọi chuyện, nhà cầm quân người Hàn đã phải bật máy sấy tóc với một buổi nói chuyện riêng cùng tấn trường. Cuối cùng, thủ thành 35 tuổi chấp nhận những livestream trong thời gian tập trung cùng tuyển quốc gia. Với hành động này, thầy Park được truyền thông Hàn Quốc so sánh với cựu chiến lược gia MU Sir Alex Ferguson. Sự Alex chính là người gắn liền với hình ảnh máy xấy tóc khi sẵn sàng xấy các học trò tới nơi tới chốn nếu thi đấu không đạt yêu cầu. Giải quyết vấn đề ngoài chuyên môn của tấn trường, nhưng thầy Park chưa thể hoàn toàn yên tâm. Trong một giải đấu ngắn ngày và có mức độ quyết liệt căng thẳng cao như AF Cup, rủi ro luôn tiềm ẩn và phải tính đến nhiều phương án khác nhau. Chính vì vậy, thầy Park điền tên 4 thủ môn vào danh sách 30 cầu thủ sân Singapore. Ngoài tấn trường thì có 3 thủ thành khác, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Quan Văn Chuẩn. Nhưng cả ba đều có những điểm yếu khiến người hâm mộ lo ngại. Nguyên Mạnh thì thiệt thòi hơn so với đồng đội với chiều cao 1m78. Hai lần trước góp mặt ở AF Cup, thủ thành xứ nghệ có những tình huống sai lầm đáng trách. Ở trận gặp Indo, vòng bảng AF Cup 2014, Nguyên Mạnh để bóng vọt qua hai chân sau cú sút không mấy nguy hiểm của đối phương, làm tuyển Việt Nam mất điểm tại bán kết lượt về AF Cup 2016 vẫn là chiếc Indo, nguy Mạnh nhận tấm thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội, khiến đội nhà phải chơi thiếu người và cuối cùng bại trận. Trong khi đó, Văn Hoàng quan văn chuẩn thì quá là thiếu kinh nghiệm trong thi đấu quốc tế. Văn Hoàng trước đây đóng vai trò dự bị tại U23 Việt Nam và gần như không có cơ hội ra sân. Qua văn chuẩn thậm chí còn chưa từng thi đấu tại V-League và được coi như là của để dành cho SEA Games 31 nhiều hơn. Thời thế tạo anh hùng nhưng áp lực cũng có thể tạo ra tội đồ. Dù là ai bắt chính tại AF Cup 2021, hy vọng rằng các thủ môn từ Việt Nam vững vàng trên sóng gió để toàn đội hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Tin tiếp theo, người Indo gọi một cầu thủ Việt Nam là cơn ác mộng. Thưa quý vị, truyền thông Indonesia bày tỏ sự đánh giá cao đối với cầu thủ từ Việt Nam trong số các đại diện ở bảng B. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội bóng xứ Vạn Đảo nằm ở bảng B AF Cup 2021 với các đối thủ Malaysia, Việt Nam, Lào và Campuchia. Indonesia chạm trán tuyển quốc gia Việt Nam ngày 15 tháng 12 tới đây. Mới đây, tờ Bola có bài viết nhận định về tình hình lực lượng của Việt Nam, trong đó tác giả dành sự chú ý đặc biệt cho tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Tác giả viết, một trong những đối thủ khó chịu nhất của Indonesia ở AF Cup 2021 là tuyển Việt Nam, nhân tố trở thành cơn ác mộng cho hàng thủ của Indo chính là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ này nằm trong số những tiền đạo được thầy Park triệu tập cho AF Cup 2021. Công Phượng từng xuất hiện trong đội hình tuyển Việt Nam ở AF Cup 2018. Cầu thủ này có cho mình 3 bàn thắng ở giải đấu đó. Ngoài ra, Nguyễn Công Phượng được người hâm mộ ví như Messi Việt Nam. Anh từng chơi bóng tại châu Âu trong màu áo câu lạc bộ Sin Sweden của Bỉ. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong vừa trải qua chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ Họ vừa có chiến thắng đậm 4-0 trước câu lạc bộ Antalya Sport hôm 28 tháng 11. Trước đó, tuyển Indo cũng thắng Myanmar 4-1. Trao đổi với truyền thông ngay trước thêm AF Cup, huấn Shin tae cho biết, Indonesia có một số điều cần cải thiện giúp kinh nghiệm. Trận thắng đậm sẽ giúp Indo tự tin hơn khi bước vào giải đấu AF Cup 2021. Tôi tiếp tục nhắc nhở cầu thủ không được mắc những lỗi sơ đẳng. Ngoài ra, trước khi trọng tài thổ hồi còi mãn cuộc, một vài cá nhân tỏ ra mệt mỏi và mất tập trung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.